Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố. Dự hội thảo có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay thời gian qua các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong hoạt động của ngành mang lại nhiều kết quả tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Tại hội thảo, các đại biểu từ các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến một số khó khăn, vướng mắt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ chế hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cho các cơ quan tư pháp, đặc biệt đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố sáng nay phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thị anh thi cùng các đại biểu cao thị huyền trân nguyễn mạnh toàn thuộc tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận ngũ hành sơn tiếp xúc cử tri phường mỹ an